Dạ còn thiếu 1,5 tấn gạo với lại 50 thùng mì, bà con ủng hộ cho chuyến đi từ thiện tiếp theo nha. Ngày rằm tháng chạp tại Tiền Giang, Gò Công à. Cảm ơn cô Loan ở Bà Rịa ủng hộ 2 triệu đồng. Cảm ơn. Đại linh quang nguyên thầy đồng tình.
tận cơ ly khí tương hòa. Ở trong một khối chia ra, thiên hình dạng trạng tinh ni ba ẩn tàng. Mọi vật có linh ni quang tự tại, hồn thiên liên dạng hải sanh tồn. Là gì có dài có khôn, bởi chân thanh trượt nên hồn thấp cao. Linh quang chịu nhập vào vật chất, vật chất nhờ tâm Phật điển khai. Linh hồn bỏ xác ra ngoài, thì trong vật chất hình hài tiêu tan. Linh hồn được mở mang thông thai, kinh nghiệm đời quấy phải phân âm. Nhập trong các môn hữu hình, lập công nòi đức trao mình lên gương. Tăng hoa mãi trên đường đạo đức, bỏ sát về hiệp nhất bổn nguyên. Thiệt là diệu diệu quyền quyền, bất tiêu bất diệt là tiến trên đời. Hồn phải chịu luân hồi học hồi, học cho xong các cõi mới thành. Học cho rõ cuộc tử sanh, rõ đường tăng thôi giữ lầm giác mê. Hồn thân bạch lo bề đạo đức, không cầu truyền tâm mi phá thần thông, lập tâm thân này tình dụng trong đêm ngày. Đoạt thấu chỗ bọt lai diện một, rửa sạch lòng phạm tục bận nhớ. Trầm tư mặt tưởng quyền thoát thải thần quá một giờ đắc minh. Hồn thoát khỏi tội tình nhân quả, đi mãi trong đường cả Phật tiên. Nên gương đức thi hành lưu truyền, thế gian ca tụng người hiền đắc chân. Hồn nào làm bất kỳ nhân phi nghĩa, chịu đỏ đài nhiều phía góp gây. Mang thân ô trượt nặng nề, linh đi hồn mờ ám mùi mê bao dần. Chừng nào gỡ cho xong thể chất, có ràng quanh chất ngất dây chân. Biết cuồng đạo đức tầm văn, đoạn tiền dứt sạch dụng dằn cắt ra. Cõi lốt trước ngoài giá bao bọc, lấy lòng chân lừa lọc thâm quan. Linh hồn thông thả nhẹ nhàng, hết đưa bồi tột không màng sướng vui. Nở nhân quả lấp dồi tâm đức, biết ngày nào gỡ dứt tiền kiên. Trả dài dài trả liền liền, nhân nào quả đất
linh hồn phải chịu băn khoăn não phiền. Gieo giống chi mọc liền giống nay, cảm vật nào vật ấy ứng cho. Coi như trong cái xe bò, bánh xe lăn đi trả kịp giờ bước chân. Bò ngừng lại, bánh ngừng đứng lại, chẳng hay mau là tại nơi bò. Bánh xe nó chạy theo dò, chạy không cũng tại con bò gây ra. Xét lỗi người lỗi tai xét, xương nhà người người quét đằng thôi. Muôn mau thoát đi kiếp luân hồi, kiếp này ráng chịu quả nhồi cho mau. Đời cũng có giàu nghèo cao thấp, tại nơi người tạo lập nó ra. Rồi than quan trách trời già, không ngờ ta chắc lấy ta cho nhiều. Lòng tham dục bao nhiêu cho đủ, để thất tình làm chủ lấy tâm. Khiến gây tội ác lỗi lầm, người chân mắt phải dương tầm khổ nguy. Lòng quay phá trao chỉ thay bạc, mỗi mong lo cố gạt của đời. Không dè mắt phải lưới trời, thưa mà không lọt chuyện người nải lòng. Luật báo ứng phép công thượng phạt, hành hồn rồi hành xác chẳng chơi. Nhân nào quả nấy chẳng rời, đoạn thân công luật Phật trời thượng răn. Đặng quả ngon thì ăn lấy họ, gieo lại mà mai mốt còn ăn. Nhược bằng hưởng quả họ quăng, ngày sau thèm khát xin ăn của người. Nay đánh thấy vui cười cho lắm, sau này thời buổi bẩm lắp thân. Biết lo vô đức thi ân, luân hồi trở lại hưởng phần cao sang. Nhược tâm niết bảo tàn gây quả, kiếp sau mang nghiệp quả phạt hận. Sao người chẳng biết sửa mình, cơ trời bao ứng hiện linh rõ ràng. Người quân tử vững vàng tâm chi, chọn đường ngay trật chỉ Tây Phương. Kìa là nước mắt buồn đường, lại qua quăng quẹo phải tường chọn đi. Thấu đạo lý vô vi thanh tịnh, thì tâm bị hồn an tịnh lo tu. Phật theo lẽ đạo ôn nhu, tự nhiên vô sự giống dù mặt ai. Lo giải thoát đi ra ngoài khuôn khổ, để thất tình cam mi
mượn nhầm dương quyết bụi trần đặng cho phát triển tinh thần cao siêu đường quanh đi công theo nhiều mà bước chỉ tâm bền thì được thành công làm cho chánh lý lộ tâm lập tâm sửa tâm tìm lòng phá mê kìa biển hiện non thể phải dứt dây buộc bình các đức chớ dương nhu tăng can nhược thắng cường mềm còn cứng để thấy thường xưa nay quả phước ngay không sai bao ân mượn kim này gieo chứng hậu người tài gặp kẻ cao tài ý tài phải chịu mang tay liền liền. Quý vị đang nghe trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhãn. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần. Chúc quý vị có một buổi trưa thật an lành. Thưa quý vị, dự kiến ngày mùng 8 tháng Chạp âm lịch năm Nhâm Dần, chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn chúng tôi thay mặt quý Phật tử đến với xã An Nhất, huyện Long Điền để phát quà 100 phần quà cho các hộ nghèo, bà con vui đón Tết Quý Mão. Và dự kiến ngày rằm tháng Chạp năm Nhâm Dần, chúng tôi sẽ về xã Hòa Định chợ gạo cũng như xã Bình Xuân thị xã Hòa Công để phát mỗi nơi 100 phần quà cho bà con vui đón Tết. Hiện nay Huệ Nhẫn cần 1.500 kg gạo và 50 thùng mì. Rất mong bà con cô bác mình ai xem được live stream nghe được thời kinh này, nếu có đủ duyên lành xin phát tâm trợ duyên giúp cho Huệ Nhẫn cũng như đoàn thiện nguyện chúng ta đến các nơi phát quà cho được chu đáo. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, an lạc trong cuộc sống. Mọi sự phát tâm của quý vị về những điều kính trọng và hàng ngày cầu nguyện sức khỏe bình an đến quý vị. A Di Đà Phật.